đâu mà có lúa cho em hái luôn nữa. Ở dưới đây chắc có cua dữ lắm ha ta, cua đồng nữa, cua đồng cá đồng đâu. Rồi, okay. Rồi đây nha mọi người, đây là cảnh ở Tân Phước, Tiền Giang nha mọi người. cô dâu chú rể rất là thích những cái cảnh đồng quê thiên nhiên như vậy nè. Ăn cho nó dễ chị ơi, bự quá. Đầu bún ha, để hồi em lại mua bún. Nó để ngoài ai ăn thêm, nữa thêm ha. Trời ơi, nhìn chảy nước miếng anh bé ơi. Thiệt tình đó, nhìn cái tô này, cái nồi này xong rồi thấy no rồi đó. Nhìn cái nồi thấy no rồi đó. Thấy chưa? Cái quá trời, cục giò chà bá luôn. Cái tô bún riêu này là kêu màu tô chất lượng. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với Lulin TV. Và bữa nay mình vô chỗ của anh Huy làm tóc với make up để mình đi chụp hình nha. Và các bạn bây giờ là gia đình mình chuẩn bị chụp hình gia đình nha. Này thấy Ly với Thái Linh đẹp chưa? So pretty. Chuẩn bị chụp hình gia đình. Rồi giờ mình lên chỗ chụp hình của anh Huy nè. Wow, đẹp ha. Cái studio chụp hình gia đình trước. Đoạn hồi mình với Lu ra ruộng chụp hình sao hai đứa. Giờ mình vô đây mình đi chụp hình. Tới chỗ rồi. Đây. Đây có dây điện chị. Cho chừng dây điện kìa. À. Đi chụp hình. Vô đây chụp mấy kêu bằng tự nhiên nè. Quá tự nhiên. À, quá tự nhiên luôn. Quá đẹp luôn. Ôi, bó bông ở trong cốp xe mở cho anh cái. Nó vui dễ sợ luôn á, tại vì mình muốn cái cảnh này không? Muốn cảnh này mình chụp tận làm kỷ niệm hấp hôn của mình. Thấy không? Giờ cứ ra đây nè. Wow, lúa em có bông hả em? Lúa có bông hả? Có bông đây nè. Thấy chưa? Nãy em mang cái dài kia của em là banh xác rồi. Nó bị lúng sình. À, vậy ra đây. Cao gót là lúng sình. Đúng rồi. Ra đây cao gót gì, con dép vậy thôi. Đó. Cái lúa của mình nè. Mấy bạn nào mà ở bên bển coi có nhớ quê không? Look at this cái nè, đã không? Ui. Đây nè. Đó. Ta đang làm chi ha? Ta cắt chòi hay gì đó. Chạy gà. Chạy gà hả? À. Đang cắt chạy gà. Cảnh này đẹp quá. Trời đất anh em, đất nguyên đây, đất ta này của anh. Tự nhiên vô. Cái lúa là chắc còn cái mùa kỳ rồi người ta ấy còn dư lại phải không ta? Chắc vậy á. Cái này chắc khoảng không biết mấy bao lâu nữa người ta thu hoạch ha. 3 tháng lận. 3 tháng lận. 3 tháng mấy 4 tháng. Mình về đây đó là mình muốn chụp hình là vậy đó. Nè quay video nè, thì mày sẽ được đi Mỹ nè, nó đi Mỹ online. Nè đến cho Duy đi Mỹ nè. À tại bọn tên Trung Quốc. Bác nhé. Linh bước lên cho một bước thôi. Trời ơi. Hai chồng nhìn ra ngoài kia cái nè. Cười nha chú rể ơi, chú rể kia này gắn cười. Rồi hai chồng mình nhìn qua nhau cái đi. Linh nhìn xuống cái bó lúa đi Linh. Rồi chú rể nhìn cô dâu ha. Linh cười cha, Linh nhìn máy đi Linh. Ok. Chú rể chờ tới hôn cô dâu cái nha, hôn anh tráng luôn cái đó. Đấy. Rồi mình nhìn qua đây giùm anh Tâm luôn nè. Linh ngã qua tại. Ủa anh Huy ở trong đây có chiếc xuồng anh Huy.
đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Đều quá nha. Đâu có lúa cho em hái luôn nữa. Ở dưới đây chắc có cua dữ lắm ha ta. Cua đồng nữa. Cua đồng cá đồng đâu. Linh nhìn anh nha, tại là lấy cái tay phải dán tóc Linh ngay cái này. Rồi đấy, ok luôn. Sát. Rồi, hai chồng mình sát cái mặt vô một cái nữa là được nha. Rồi, nhìn ra anh luôn nha. Đi cô dâu xíu đi. Cười nha. Đấy, hai chồng nhìn ra ruộng kìa. Ok luôn. Rồi mình nhìn lại nhau cái hai chồng ơi. Rồi nhìn ra máy anh tắm luôn cô dâu ơi, cô dâu ơi, cười tươi nha. Cô dâu vô bông gan về giùm anh cái nữa nè. Ok, chú rể gắn cười lên cái á. Chú rể. Đó rồi, ok cô dâu. Nhà nhìn ra kia đi hai bạn đó. Ok. Con quay ông chàng ơi. Cười nha chú rể ơi. Rồi cô dâu ơi chộp lên ôm ngay chú rể, ôm em chú rể cái. Ok. Chú rể nhìn máy luôn chú rể ơi. Cô dâu mình thẳng lưng lên đi nha. Ok, cô dâu nhìn vô anh đi, cho chú rể nhìn cô dâu cái nha. Cười nha chú rể ơi, gắn lên chú rể ơi. Rồi. Chú rể xoay ngược lại, xoay ngược lại. Rồi, ok, đúng rồi, đổi tay đó. Rồi. Ok luôn. Rồi quay nha Trang ơi. Đấy, ok. Cười tươi nhìn nhau cái nữa hai bạn ơi. Chú rể xích cái dù ra che cái mặt rồi, xích cái dù ra khỏi mặt. Đúng rồi. Ok, đeo vô. Bơi đi, bơi đi. Nó bơi vòng đó. Đưa cái mũi vô, đưa mũi vô. Đó, giờ xuống xuồng chụp hình rồi. Nha các bạn. Chưa bơi, bỏ nãy bà đâu, nãy bà đâu chưa mượn đâu. Có gì hả? Bà lai làm vậy, từ từ. Làm sao? Là mày dùng nhan sắc của mày hay gì? Em mặt xuống em buồn liền, em diễn liền. Em đi được khúc, em đi được, em đi được mép. Cầm cái dây xích đó bà. Rồi, rồi. Rồi. Okay. Rồi đây nha mọi người, đây là cảnh ở Tân Phước, Tiền Giang nha mọi người. Cô dâu cô dâu chú rể rất là thích những cái cảnh đồng quê thiên nhiên như vậy nè. Rồi ok. Hãy cô dâu lại đây ngồi ở dưới cái thềm này đi. Đó. Đúng rồi. Ba ok. Cô dâu ngồi đại đi. À, ngồi đại ở dưới đi. Nó giơ cái váy về mình giặt không sao đâu. Ngồi chầm hổm luôn ha. Ok. Rồi Hưng. Hưng xây cái đầu cho cô dâu chú rể vô góc đó, đó anh chụp. Rồi. À tháo cái đó ra đi cho nó gọn. Rồi. Hồi nãy bơi tới khúc đó em quay đầu không được. Sao bộ mày không biết bơi xuồng hả? Không biết bơi chứ đâu biết quay đầu đâu. Cái vô em để từ từ như quay cơm ba vậy đó. Thanh niên này thiệt chứ ở miền Tây mà không biết bơi xuồng. Từ từ nha mấy đứa. Xong đường trang nó biết cho. Ừ. Đây nè. Rồi, ok là luôn. Rồi, vuốt vuốt cái tóc lại nha cô dâu ơi. Để chỉ vuốt đi, bo, chỉ vuốt được, chỉ vuốt được. Đằng sau đó mình không có thấy đâu. Ok, máy cầm vô đưa trang quay đi. Đi nó dục nó luôn kìa. Dục nó luôn kìa. Cái này chú rể không có nhăn. Nè Trang. Rất là hợp tác nha. Quay đi. Đừng quen Hưng. Hưng được rồi. Đưa cái mũi ra ngoài nữa đi Hưng. Đưa cái mũi ra ngoài nữa đi. Lấy bên đây bỏ qua bên đây. Không sao cô dâu rể đừng có rung nha. Sao em bé đâu. Rồi, cô dâu chú rể mình bơi hiểu nha. Thế mình hai cái cho vui vui cái nè. Đẹp quá. Okay. Rồi, ra cái nữa đi Hưng. Cho nó cái mũi nó thẳng ra đó Hưng. Vút cái tóc ra sao bớt. Chém chém. Nghe bó chụp hậu trường nữa đó. Cái không còn nè. Anh đẩy xích vô. Anh. Không, em cứ chụp tự nhiên đi em đừng kêu. Què bơi xuống. Nè, ai chú rể chồm phát nước nha, chưa nha. Đừng người đi. Lấy đò. Có phát nước rồi, cô dâu chú rể mình nhìn nước đâu đó, phát lên chú rể nha. Hai chồng luôn. Đúng rồi.
Ok. Rồi, Linh Linh em lại em cười vô thầy cái. Đó, rồi, thắp bó hoa rồi, ok. Rồi có mùi hôi hộp nó đổ nè. Rồi ok, được rồi Hưng, lên Hưng. Rồi. Ê, không bây giờ đặt cô dâu chung. Hưng đi vô đây đi cho cô dâu lại đó ngồi, các anh chụp hết chiếc xuồng hai người thôi. Em lên. Là được. Là xong. Em đi rồi. Cho một cái chân hơi thẳng ra chứ đi. Rồi. Thẳng lưng chứ ghẻ nha. Ok, hai chồng nhìn nhau cái nữa đi. Ok, được rồi. Không rồi, mình lên chú để cầm cái dù để cho chân đắm mình coi. Đó, vậy nó mới chân chất. Rồi mình mới vừa chụp hình xong đúng nha các bạn đó. Cùng với anh Huy nóng nhưng mà mồ hôi nè đổ nó đổ quanh rác luôn. Nhưng mà cảnh rất là đẹp luôn nha. Đó, về Việt Nam mình mới có cảnh này nha. Đó. Năm nay kỳ này chú rể không có nhằn hết Nguyên, chú rể kỳ này cười, chú rể rất là hợp tác luôn nha. Đây vậy nay thì mình chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị tinh thần hết trơn. Lần trước là mình không có biết nó nóng như vậy. Giờ biết rồi. Giờ biết rồi. Hai em cũng cảm ơn Nguyên nhiều nha. Rồi, cảm ơn hai chồng luôn ủng hộ anh Huy nha. Bữa nào vô ăn tiệc. Giờ mình đi chợ mình mua đồ về chút nữa Mỹ Linh nấu bún riêu nha các bạn. Kiếm chỗ đi mua thịt với tàu hũ về mắm ruốc. Giờ này đi chợ là hơi trễ rồi. Không có sẵn luôn nè. Thanh heo nè. Nhà ăn cho nó dễ chị ơi. Bự bún quá. Đồ bún ha, để hồi em lại mua bún luôn. Nhỏ nhỏ em cũng dễ bỏ vô con. Đúng rồi. Ngày mình mua bún. Còn như đó thì được. Mua mấy ký? Mấy ký bún mới đủ ta. Cái này là nhiêu ký vậy? Ký không? 14.000. Cái đó tầm cỡ 1 ký. 1 ký vậy cho em 3 bún cùng vậy đi. Uh-huh. Rồi em tặng ha. Dạ 4 ký. Còn 2 và 8 chín rồi. 4 kg bún. Mình có đầy đủ, giờ mình chỉ thiếu tàu hũ chiên thôi. Thành ra mình mua tàu hũ nữa là mình đi về được rồi. Về mình nấu bún riêu ăn nha các bạn. Bây giờ mình ghé chỗ bán đậu hũ. Lấy hết đó luôn anh. Mua đậu hũ chiên nha. Cái này bán như sao chị? Sao? Hỏi đi. Rồi cảm ơn em. Rồi sao anh đây này hả? Anh chạy là xong rồi. Bây giờ mình về nhà ha. Về nhà nấu ăn nha các bạn. Bò đi nay ta nghỉ đi đang đám rồi. Cái này bánh chuối chị. Dạ. Bánh tiêu nhân sầu riêng là cái nào đó? Cái nào bánh tiêu nhân sầu riêng chị? Hết nhân sầu riêng rồi. Tại em tính thử nhân sầu riêng. Sầu riêng còn nữa sao không kịp? Có. Bỏ cho tô rồi thôi. Thôi khỏi nha anh. Thấy chưa có. Cảm ơn chị. Rồi bây giờ là ở nhà mình chuẩn bị nấu bún riêu nha. Bên đó má Năm với em mình đặt rau muống bên nhà cậu nè. Thấy rau muống ngon nghe chưa? Dạ nó ơi. Việc mình vậy, coi đồng hồ 2:30. Ra đây thấy hai chồng công việc đang ngồi là rau muống. Xong là mình nấu bữa nay gia đình mình ở nhà ăn bún riêu. Mua thịt về hồi hôm nay về chưa? Mình ăn bún riêu không, bữa nay mình nấu ở nhà cho gia đình ăn rồi. Mình xay, mình mua về mình xay ngon hơn. Đập trứng bò đó là mọc em ha. Bởi vậy anh nói hồi qua em thích chơi, mình chơi lắc cái gì quay số á, vui lắm. Rồi ga này tiện ha anh.
Rồi xong cho nước khô mình để dầu, để lửa riu riu thôi nha, rồi em nấu. À hả, có sẵn hết rồi, em làm sẵn hết rồi. Em làm sao thua vậy trong chơi em? Thua, tiếng Anh sao thua? Phải đừng sợ, mình thả lỏng phải không á? Mình thả lỏng thôi. Đừng nhào vô. Má làm vui chết. Được rồi. Con đi mất hết luôn. Thăng cái là được. Thăng cái. Thăng cái có vốn lại. Mẹ con với mẹ với ảnh với anh Toàn. Hả? Mình nè. Bốn người. Thịt ướp sẵn nè các bạn. Đạt thơm chưa? Quá trời thơm. Ôi, bún riêu này chất lượng lắm nha. Có đuôi heo ở chỗ nốt. Ai hên ăn được cái đuôi heo á. Còn có đuôi hả? À hả. Ai hên ăn được. Nó có chút xíu không á. Việt ơi, em xong rồi ra giúp anh này nghe Việt. That's perfect, Dad. Rồi ha, bỏ vô ha. Dạ. Nhìn lấy hai cái anh lắc chứ. Lửa cao dữ rồi anh. Cao khét á. Đó bằng cái nắp, nắp bia á hả? Dạ. Dạ. Ít sáng mua nhiêu đây, có 10 ngàn. Công nhận em, quyết tươi á. Mua có 10 ngàn à. À hả. Cái này anh cắt cục cục á, nó cắt bề đó đó. Này ha. À. Đó bự quá, cái anh cho nó. Còn nó em lấy kia á. Đây nè. À được rồi. Đúng rồi. À hả. Này là ok. Đó ok luôn. Bỏ cái rồi nó. Uh-huh. Rồi mình mới làm cái mọc xong nè các bạn. Mình để thịt heo sai, trứng với riêu cua bởi mình đem về nha. Đó. Để vô làm mọc hết sảy luôn. Quý tươi luôn nè, đã chứ sao em. Dạ, yeah, nhìn nó ngồi nãy mẹ về cái mẹ luộc lại á anh. À, mẹ luộc lại. Có luộc lại cho nó. Yeah, cho sạch sẽ. Sạch sẽ. Trời. Nhìn nó vui vui. Thấy sao sao á. À, dùng nước này nấu. Dạ. Giờ anh Lưu cắt đậu hũ. Anh làm sẵn cho mình ăn nấu vậy. Cái đó nhỏ quá anh. Bự quá hả? À, phân, quá không? À, phân nửa được rồi. Ừ. Rồi em làm cái ảnh ấy cái mà làm cái tô mắm tôm đi. Nha, mắm ru nè, em làm sẽ để đây nè. À. Chút có cái đó mới làm được. Có ớt rồi cái này kia. Dạ. Ngon không? Rồi mình mua chả nữa nè, chả hai chim, cây hai cây chả chim. Look at this one. Cái đó chả cá. Thấy không? Ừ, thử miếng làm sao ra. Thôi à, để cho sức nóng. Ừ. Này chả cá không? Thơm sợ luôn. À. Cái lùa
ngồi cho người miếng miếng. Rồi làm cái chén nước chấm mình thấy hết sảy không? Thấy cái bàn đã không anh? Thì mình nay mình bán bún riêu cho gia đình ăn mà. Không? Ôi, ấy, có ghi như cái rụi trọng hả? Trong quyết mở lên. Mấy con muối này. Đây đây. Giờ đây rồi nó cũng hơi khá nha. Nó để ngoài ai ăn thêm nữa thêm ha. Trời ơi, nhìn chả nước miếng anh bé ơi. Đã chưa? Cái tô bún riêu này chất lượng luôn á. Chất lượng luôn đó. Em có cần dính dính nó lại không em? Không. Đủ ha. Ừ, đủ mà. Mà mốt mang cái tô bún riêu ở Việt Nam lại là khỏi nó khác biệt à. Mày bún riêu Mỹ. Bước lại đây cắt mấy cọng hút cây hả vậy? Đó. Thơm thơm. Cắt bằng hẳn cũng riêu. Thấy hấp dẫn chưa? Mấy cái mọc nó nổi lên nè. Quyết tươi nữa nè. Hả? Cái nồi bún riêu chất lượng. Ở nhà ơi. Nấu ăn. Về cho mấy đứa em ăn của mình ở nhà với mấy má ăn em. Ăn xong kêu má ơi. Thiệt tình đó, nhìn cái tô này, cái nồi này không rồi thấy thấy no rồi đó. Đủ luôn rồi. Nhìn cái nồi thấy no rồi đó. Thấy ngon ha. Ừ. Bún riêu Mỹ nha. Rồi xong. Đó, cái nồi của mình xong xuôi, hấp dẫn. Đầy đủ hết. Thơm lắm Dượng, Dượng đứng đây à, thơm lắm Dượng. Mùi thơm, mùi thơm. Ta bán 35 ngàn này, bán 40 ngàn. 50 ngàn luôn. À, cái này mọc con làm nè. Con làm cái chén là, lấy cái chén là cho chị có quần biết rồi. Thử cái đó đi em, cái chén đó. Ai đây biết. Dượng thử đi, Dượng biết cái mọc con làm á. Con nước con cua được mà. Bảy mấy. Nóng nha Dượng, thổi nha. Ngon không? Biết có chi chẩm không? Thịt bằm, riêu cua. Riêu cua ba cái hả? Dạ. Cua đồng mới nha. Cua đồng, cua đồng của Mỹ á. Cua Mỹ. Bên Mỹ còn có con cua đồng, bán mấy Mỹ. Ơi ơi. Coi. Lắm lắm, ơi. Chịu nồi ha, chịu nồi ha. Ai rớt anh. Lấy cái ly lên kìa. Lum. Sao đây? Kìa. Vậy? Anh rớt lum. Không có. Anh không có thành công má. Ừ, mấy giờ không thành công chứ. Rồi, cái rau đã chưa? Nguyên rổ rau. Lấy nó chết rồi, để lên đi. Đừng đạp lên đó nha anh. Ừ, rửa lại. Ông con bưng cái thao chẳng nước chảy á. Dạ. Nguyên thao luôn hả? Ừ hứ. Luôn cái thao đưa rồi, thao đưa vậy. Vậy là cái bàn con nó sống sao? Kệ nó. Chừng nào nó. Chưa, nguyên cái rổ rau. Unreal. Rồi cái rổ rau quá đẹp. Để ớt vô nó thèm. Để ớt lên nha nè. Xanh xanh đỏ đỏ ha. Rổ rau đẹp ha. Hôm nay mình có cái quán bún riêu nha. Nè. Hôm nay phải chiều nay phải bán hết nồi này mới được đi quay số Dượng Út. Hả Dượng Út? Bán hết mới được đi quay số. Bán hết mới được quay số. À. Rồi nhìn. Cua, nhìn đã không các bạn?
cái cảnh quá đã luôn, rất là mát, chiều xuống cái mát lắm. Bữa nay mình ăn hơi khác nha. Muốn trụng rau thì vô nhà, còn trụng thì để ăn luôn. Để về ăn luôn ngon. Bữa nay bóng bún riêu á, tự người nào lấy bán, tự người nào lấy mua. Búp bê, quán búp bê để chọn. Đó. Búp bê bún riêu để chọn. Ờ, muốn ăn nhiều ăn ha. Muốn ăn nhiều ăn. Búp bê, búp bê. Ở đây, ở đây giống hình là mình làm gì việc từ thiện hả? À. Ủa, để bớt lửa lại cái nó soi quá trời em. Anh đừng có tắt nó nha. Nè bán ra. Đó. Không. Cứ người cầm cái tô vậy đó. Ghép na được bún đưa từ thiện. Cái người con. Bữa nay mấy? Bữa nay có rằm không vậy? Không, này là rằm mình ăn mặn rồi. Mấy đàn chai, mặn có thể là hết. Cho cá nước em, cho cá nước em. Bé út. Ai biểu đứng lên nói chuyện chi không biết đó thôi. Thấy chưa? Cái quá tàu... trời, cục giò chà bá luôn. Cái tô bún riêu này là kêu màu tô chất lượng. Tựa mốc. Giò heo, ngon ha. Cua đồng. Rồi, này này bún riêu bên Mỹ á. Bún riêu bên Mỹ nhưng mà Việt Nam nấu. Nguyên liệu Việt Nam nhưng mà người nấu là người Mỹ. Đâu có, người Việt Nam luôn nhưng mà sống bên Mỹ. Sống bên Mỹ, chứ không phải là người Mỹ. Đâu rồi, giờ người Mỹ à. Ta quốc tịch Mỹ, người Mỹ.